là mọi người, bây giờ chúng tôi có một challenge cho các bạn nha, một thử thách cho các bạn, đó là quay bàn tay 360 độ. Rồi bắt đầu nha. Đây, ok, xin mời các bạn nhanh nha, chạy nha, quay theo chúng tôi nha. Rồi bắt đầu nha mọi người nha, let's go. Cứng quá. Yeah.